những mối nghi về yêu người thương vật. Hỏi: Mạnh Tử nói, người quân tử trước phải thân thiết, hiếu kính với cha mẹ ruột thịt của mình, sao mới nhân đó phát triển thành nhân ái với muôn người? Do nhân ái với muôn người mới phát triển thành thương yêu bảo vệ muôn vật. Tấm lòng mở ra có thứ tự như vậy. Nay dạy người không giết hại, cứu vật phóng sinh, phải chăng đã đi ngược lại từ ngọn đến gốc, quan tâm đến loài vật trước con người? Đáp: Lời của Mạnh Tử nhằm chỉ ra mức độ thân sơ, từ chỗ thân thiết nhất đến chỗ kém thân thiết hơn, không hề nêu ra thứ tự trước sau. Nếu hiểu rằng phải lo xong điều trước rồi mới đến điều sau, ắt những kẻ cha mẹ mất sớm mà có thể cứu giúp muôn người, hoặc những kẻ chưa đỗ đạt làm quan giúp người mà làm việc cứu vật phóng sinh, đều phải xem là đắc tội với nước nhà, với gia đình hay sao? Mạnh Tử sao có thể đưa ra luận thuyết cố chấp như vậy? Huống chi những việc hiếu kính với cha mẹ, nhân ái với muôn người, thương yêu muôn vật, theo lý phải hổ tương, cùng thành tựu cho nhau, không nên phân biệt ra thành ba việc riêng rẽ. Hữu Tử cho rằng hiếu để là gốc của đức nhân. Đó chính là xem việc hiếu kính cha mẹ và nhân ái với muôn người vốn không khác nhau. Mạnh Tử khen Tề Tuyên Vương dùng dê thay trâu là phương thức để làm điều nhân. Đó là xem đức nhân với lòng thương yêu muôn vật vốn không khác nhau. Khổng Tử cho rằng chặt cây giết thú là bất hiếu. Đó là xem lòng hiếu với cha mẹ và thương yêu muôn vật vốn không khác nhau. Cũng ví như đầu với chân tay, tuy có sự cao thấp khác biệt nhau, nhưng bên trong có mạch máu lưu thông, cùng hợp lại, nương tựa vào nhau mới thành sinh mạng. Có thể nào lại sai lầm mà phân chia riêng biệt các bộ phận ấy được sao? Hỏi: Xin ông nói rõ hơn. Đáp: Việc chính sự chú trọng vào lòng nhân ái với muôn dân, cho nên hết sức khuyên người thương yêu quý tiết vật mạng. Cách yêu người của ông chỉ đặt nặng việc cho ăn, nên xem đức nhân ái với muôn người là việc nhỏ nhặt. Còn tôi cho rằng yêu người phải nuôi dưỡng được cả tâm ý tốt đẹp cho họ, nên xem đức nhân ái với muôn người là quan trọng. Hỏi: Nho gia răng việc giết hại, bất quá cũng chỉ nói việc không nỡ nhìn thấy con vật bị giết chết, hoặc nghe tiếng con vật kêu la thì không nỡ ăn thịt nó. Phật giáo răng việc giết hại thì triệt để đến mức một con côn trùng cũng không giết hại. Vậy có khác gì với thuyết kim ái của Mặc Tử? Đáp: Vào thời Mặc Tử, ông ấy chưa từng đưa ra thuyết giới sát, vì khảo cứu hết thảy các sách cổ đều không thấy việc ấy. Hơn nữa, cái sai lầm trong học thuyết của Mặc Tử là ở chỗ xem nhẹ đạo hiếu với cha mẹ, chứ không ở chỗ bình đẳng thương yêu tất cả. Nếu nói thuyết kim ái của Mặc Tử là sai lầm, thì như Khổng Tử dạy, rộng lòng thương yêu mọi người, hay Mạnh Tử nói, người có đức nhân thì thương yêu không loại trừ một ai. Thử hỏi những ý nghĩa đó có khác gì so với sự thương yêu khắp cả của Mặc Tử? Đến như thuyết mòn đầu rụng gót, đó là vì quá xem trọng đức nhân mà không chú trọng học hỏi tri thức. Giàu lòng từ bi mà thiếu trí tuệ, có thể so với chuyện không lượng sức mà xuống giếng cứu người, đôi bên cùng chết. Người như thế mất mạng vô ích. Nhưng người đời ngược lại đổ lỗi là do đức nhân mà không thấy đó là do thiếu sự sáng suốt. Mạnh Tử thấu rõ được chỗ ý nghĩa ẩn khuất sâu xa của vấn đề mới có lời chê trách. Những chuyện sâu xa như thế không thể nói với người thiếu trí tuệ. Hỏi: Mạnh Tử cho rằng lòng người thương yêu đứa con của anh mình với thương yêu đứa con của hàng xóm vốn đã sẵn có sự khác biệt nhau. Nhưng Phật giáo dạy thuyết tất cả chúng sinh đều bình đẳng, nên tôi cho rằng gần giống với thuyết kim ái của Mặc Tử. Chẳng phải vậy sao? Đáp: Mạnh Tử nói như thế là dựa theo tình cảm của con người, không phải dựa theo đạo lý. Ông không nghe lời Đức Khổng Tử dạy sao? Ngài nói rằng
nếu thực hành theo đạo lớn thì thiên hạ là chung, nên người ta không chỉ hiếu kính riêng với cha mẹ của mình, không chỉ thương yêu riêng con cái của mình. Nay đạo lớn bị khuất lấp, nên thiên hạ là riêng mỗi nhà, mỗi người chỉ hiếu kính với cha mẹ của riêng mình, chỉ thương yêu con cái của riêng mình. Khổng Tử cũng từng nói rằng, khi đạo lớn được thi hành, ví như ta còn chưa theo kịp, nhưng tâm trí đã sớm hướng theo rồi. Theo đó mà nói, thì chỗ công kích trong lời nói hẹp hòi của Mạnh Tử lại chính là chỗ mà Khổng Tử thường tán thán ngưỡng mộ, nhưng vẫn chưa có khả năng đạt đến. Cứ theo lời của Khổng Tử mà suy rộng ra, ắt sẽ thấy tấm lòng con người theo đạo lớn thì phải như trời cao vô tư che chở, như đất rộng vô tư nuôi dưỡng muôn loài, như mặt trời mặt trăng vô tư mà soi chiếu khắp nơi. Còn theo lời Mạnh Tử mà suy rộng thêm, ắt người ta thương yêu con của anh mình lại cũng không giống như yêu con của chính mình. Cho nên, ý niệm của Khổng Tử có thể mở rộng vô cùng, mà ý niệm của Mạnh Tử thì không thể mở rộng. Huống chi, giáo huấn tốt đẹp của Thánh Hiền sở dĩ bị hủy hoại đều là do nạn tranh danh đoạt lợi, chú trọng quá nhiều vào lợi ích riêng tư, chứ không phải do sự chú tâm vào việc chung. Cho nên, lời của Khổng Tử mới thực sự là phương thuốc hay cứu người giúp đời của Nho gia, mà lời của Mạnh Tử như ông dẫn đó khác nào như thêm nước vào nước, chẳng ích lợi gì. Luận về đạo lý, tất nhiên phải xem lời của Khổng Tử là chính đáng hơn. Hỏi, nói như vậy thì hóa ra Di Tử ắt là cao minh hơn Mạnh Tử chăng? Đáp, chim én, chim sẻ làm sao có thể so với chim hồng, chim học? Thương yêu con người, hàng xóm, giống như con của anh mình thì đúng là Mạnh Tử không tán thành. Nhưng cho rằng Di Tử là đúng thì e rằng không khỏi sai lệch. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật.